tự gọi là cô đi. Dạ. À, bà cô mà đi tìm người để bán thân đó. À, bán thân lấy 200 triệu ha. 200 triệu đó. Dạ, thì em mời chị vào câu chuyện hả chị? Dạ, thì dạ. Xin anh Trọc gọi mình là Tony. Dạ. Nhá. Dạ. Đừng gọi chị. Dạ. Cũng đừng gọi em, gọi Tony dạ. Dễ thương dạ. hơn nha. Ok chị Tony. Rồi, đầu tiên á thì Tony cảm ơn anh Trọc rất là nhiều. Và theo dõi cái link của anh Trọc về nói về cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ở trong nước mình nha. Dạ. Và những cái chuyện hay, những cái chuyện không hay, những cái chuyện gì đó thì anh hay nói lên cái sự công bằng đó. Thì theo như là Tony và một nhóm bạn của Tony ở ngoài này, ở Mỹ này nè. Dạ. Yeah. Đầu tiên á, là nhìn vô cái lúc mà các chú, các cô hoặc là các anh, các chị, tụi Tony cũng lớn tuổi rồi chứ không phải là không. Nhưng mà thôi là các anh các chị mà lên tìm nửa yêu thương đó, tìm kết nối mà cô đơn á. Yeah. Kết duyên đó. Ừ. Thì cái cảm giác đầu tiên thấy những chú, những cô, những dì, chú bác lên mà nói cô đơn đi tìm một nửa còn lại đó, tự nhiên tụi này thấy thương lắm. Tụi này nhìn nhá, hằng ngày coi, vừa làm xong khách là coi và thấy thương và cảm động vô cùng. Thương và tụi này thường xuyên nói trông cho cô dì chú bác nào, một cặp nào xứng đôi được khoảng sau 3 tháng đó, tụi này sẽ có một món quà lớn tặng á. Tại vì cái niềm cô đơn, ai cũng cô đơn hết. Nhất ở trong nước mình mà cái tuổi mà 50 mấy trở lên á, chồng chết, vợ chết hoặc ly dị, ly thân. Có nhiều người ở 20 mấy năm, 30 năm bây giờ mới tìm lại một nửa yêu thương. Đó là tự nhiên cảm động vô cùng. Nhưng sau này, theo dõi chừng sau này, các chú, các cô làm quá cái tự nhiên nó thấy nó mất cái phẩm chất của con gái, đàn bà Việt Nam á. Yeah. Tự nhiên thấy cảm thấy mắc cỡ. Ừ, mà tức mà mắc cỡ đó. Tức mà mắc cỡ. Đầu tiên là tụi này thấy thương lắm, thương nha. Thương, nó trời ơi, chắc cô đó cô đơn lắm á. Chắc chú đó, ông chú đó, ông cô đơn lắm đó. Ông lên ông tìm nửa còn lại mà nhờ các anh kia ghép nói này nè. Chứ còn bận rộn đi làm không, đâu có biết bạn bè gì ở đâu đâu mà kết nối. Thì lên những cái chương trình này đó, thì tụi này ngồi xem mỗi ngày, tụi này vui mà tụi này chúc phúc, tụi này trông cho cô dì chú bác đó mà kết hôn được chừng sau 3 tháng thôi là tụi này tổ chức tặng một món quà gì đó. Thí dụ chẳng hạn cô chú ở trong nhà thiếu cái gì quá, tụi này sẵn sàng tặng hết, đại khái như vậy đó. Nhưng yeah. mà không có cặp nào được hết. Thấy chưa? À, anh Trọc đó, anh mấy cái này anh cũng đưa lên là thấy cái cặp nào được đâu, phải không ạ? Yeah. Nó uổng cho một cái sự kết nối như vậy. Ok, đó là mình nói tổng quát. Bây giờ mình nói thẳng vô cái cô Út nè. Cái cô Út 200 triệu đó. Yeah. Đầu tiên thì Tony và mấy nhóm bạn của Tony thấy như vậy, giật mình liền. Không lý bà đi bán thân. Thí dụ những người mà họ chân dài, họ trẻ thì họ liều lĩnh, họ không còn đường binh nữa rồi, họ lên họ liều thì còn có cơ hội. Như chẳng hạn giống như cô Út đi. Thà bà lên bà nói thật tình nha. Bà lên bà nói là cái lúc vay tiền á, xài thì xài chung ở trong gia đình. Ok, lúc vay tiền thì nghĩ trả nổi. Nhưng mà bây giờ trả không nổi. Thì bắt đầu nó bị stress, nó bị lo lắng, nó bị đủ thứ chuyện rồi. Nợ nần họ tới, họ siết nhà, siết cửa này nọ. Nhưng mà cô cũng thương chú lắm mà bây giờ không biết làm sao hết đâu. Bây giờ thà lên nói mạnh thường quân, ai có giúp đỡ giùm cho tôi, cho tôi tính cái con đường chết tới nơi rồi, thế này nọ kia đó. Thì nhiều người thương hơn là cô lên, cô nói là cô bán thân cô 200 triệu, đưa trước, sau 3 ngày trả lời. Cô không tự nghĩ lại những người cô, những người chú bác lớn tuổi ở Việt Nam, họ làm gì ra tiền. Mà những người đại gia thì dĩ nhiên cái cô nhìn lại cái thân thể của cô thì ông không thèm rồi. Và những người mà họ đi làm lao động bình thường thì lương mỗi tháng chừng 6 triệu là mừng, ông mừng lắm rồi. Phải không à? Yeah. Thà tìm nửa yêu thương rồi về
hai người cùng chung làm góp vốn lại. Thí dụ hai người một tháng làm được 8 triệu, xài 2 triệu còn 6 triệu trả nợ hay gì đó. Hoặc là phụ với chú, ở nhà với chú để góp góp gió thành bão. 5 triệu xài 2 triệu còn 3 triệu trả. Chủ nợ, cái giờ cuối chủ nợ họ cũng cũng chịu à. Họ không không có làm khó mình đâu. Nếu nếu mình chết thì ai ai trả số tiền đó, phải không anh? Phải không anh Trọng? Thì, nhưng mà cô Lanh cô nói thật tình, chứ cô đừng có nói là cô bán thân cô, ai cưới cô phải đưa 200 triệu trả nợ trước. Cái đó nó không có xứng đáng. Nếu thời bây giờ là nếu mà người ta có 200 triệu, người ta không thể mua cô được. Và cái đó là bằng tiền bạc rồi. Lỡ mai mốt cô về với cái người mà trả được nợ cho cô rồi đó, họ có 200 triệu họ trả hết cho cô rồi, thì bây giờ cô với người đó cũng phải cày lại từ đầu. Rồi cô thấy chán quá cô bỏ người ta tiếp hay sao? Nhưng mà khi mà tụi này nhìn thấy cô như vậy á, anh Trọng thấy thấy rất là tức, thấy bà nói những cái điều rất tức giận lắm, nhưng mà bị nghĩ lại thương, nghĩ lại cũng thương bà, là tại vì bà rối loạn quá rồi, bà quán trí quá rồi đó, bà hết đường binh rồi đó, bà lên mới làm liều. Thì vừa rồi đây thì tụi này á, có liên lạc với một cái YouTuber là Thiện Minh gì đó, anh cũng nhiệt tình, anh cũng giúp đỡ tụi này, là nói cô ngưng hết tất cả, đừng đừng lên tìm nữa, như tụi này nhìn hiểu quá rồi và thấy thấy cảm thấy xấu hổ cho cái phụ giới phụ nữ vô cùng luôn. Xin lỗi, bà cũng cũng lớn hơn tụi này vài tuổi thôi à. Để tụi này góp gió thành bão, tụi này hùn vô nha, nói với cô là ngưng hết tất cả và kêu cô trình bày tất cả giấy nợ ra, nợ mấy tháng rồi, trả tiền lời được mấy tháng rồi, và cho gặp chủ nợ luôn và deal với họ là không lấy tiền lời nữa, không lấy tiền lời nữa, và 200 triệu đó deal là mỗi tháng trả bao nhiêu là tới ngày tháng nào đó hết trả liền cho cô, rồi cô muốn có 50 con vịt đó mua cho cô luôn, mua hết tất cả cho cô luôn. Nhưng bắt đầu bữa nay tụi em họp mặt lại, tất cả họp mặt lại là nghe cổ mới lên nữa, cổ nói là cổ không dừng chân, cổ không bỏ cuộc đi tìm trai, đi tìm đàn ông để trả 200 triệu đó. Trời ơi, thì có nghe rất là tức anh Trọng. Tụi tụi này làm xong rồi họp lại coi lại, cô cứng đầu, là cô háo thắng quá, thà bây giờ người ta chửi cô chấp nhận chửi, thời gian qua cô có nói láo chứ không phải không đâu, cô nói cái clip này cô nói khác, clip kia cô nói khác á, thà cô im lặng, cô chịu tội, cô im lặng người ta thương hơn, thấy không? Thì sẽ có những người âm thầm giúp đỡ cô. Đó là tụi này bàn với anh YouTuber đó là mình âm thầm cứ cho, mà anh đó cả đã nói với cô rồi, nhưng mà cô vẫn tiếp tục lên, cô nói là cô đi tìm, cô không dừng chân á, cô không dừng bước á, cô phải đi tìm. Xin lỗi, cô đi tìm hồi không bao giờ có ai đâu, hoặc là có chăng nữa họ chọc cô mà thôi, và nó xấu hổ cho cái giới nữ, giới đàn bà. Nói chứ đàn bà Việt Nam là số 1 đó anh à, đàn bà Việt Nam nè, kiên trì, chung thủy, kiên nhẫn. Có những người chồng chết mới 22 tuổi mà ở tới 60 mấy tuổi luôn đó. Mà thương chồng lắm. Mà bây giờ nói lại với cô đó, với ông Dượng gì đó là chồng bà đó, cũng yêu thương nhau vậy, mà vì một cái hoàn cảnh khó khăn đây thôi mà bà thách thức ổng. Lý do bà thách thức ổng là không ấy thì ông không có tiền thì tôi bỏ, tôi kiếm thằng khác còn ngon hơn á. Bởi vậy mà ổng mới mượn 500 đô, ổng tức quá đó, ổng mới mượn 500 ngàn vừa bả đó. Bữa nay ngồi nghỉ nghỉ vậy đó anh Trọng. Cho nên là đó, đưa cho bả rồi, bà giỏi bà lên bà tìm đi. Bà không chịu khổ với tôi, bà thấy sung sướng á, thì ở với nhau, không sung sướng khó khăn cái bà tuột bà đi. Chứ mà nghe lại là ổng đi biển, ổng đi biển khổ lắm anh. Ổng đi biển mấy tháng mới vô bờ là khổ lắm. Cho nên tụi này muốn nói là thôi, tụi này hứng cho cô góp, không có trả liền một lần, nhưng mà sẽ bảo đảm cái số này. Thì tụi em mới 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 thấy 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 giận mà thương, thì tụi em mới bàn với một cái anh YouTuber, anh Thanh Thiện gì đó, thì anh đó có gọi cho cô rồi. Nhưng mà một ngày hôm nay tụi em mở ra mới mấy tiếng à, nghe là cô nói là cô ly dị rồi, cô không dừng bước đi tìm người đàn ông đó khác đó.
bỏ chú, rồi cô thế này nọ kia, mà cô nói chuyện háo thắng dốc phách, nhìn nhìn cô thấy chán quá đi, hết hết muốn thương nữa đó anh Tạo, anh Trọc. Bởi vậy mà ngày hôm nay anh, em muốn mượn cái đài của anh này, em muốn gửi gắm cho cô là cô, con bảo đảm, tụi em bảo đảm với cô là cô đi tìm một năm nữa không bao giờ có. Bây giờ các chú biết hết tất cả rồi, trên mạng ta biết hết rồi á. Cái tốt nhất là cô tu tâm tu tánh và ở nhà phục tùng giống như một người đàn bà Việt Nam, và ở nhà chăm sóc chú. Chú đi, chú bệnh nhưng mà chú vẫn đi biển vô, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối đó. Rồi cô là chú làm cái, cô làm cái gì thực chất là có những người âm thầm sẽ họ giúp cô, chẳng hạn như tụi cháu đã có nhã ý giúp cô cái chuyện 200 triệu thấy lớn phải không, nhưng mà cố tình giúp rồi không có gì lớn cả nha. Nhưng mà bây giờ ngày hôm nay tụi cháu nghe cô lên, cô thách thức, cô nói là cô không dừng bước chân đi tìm một người đàn ông để trả cho cô 200 triệu. Cái đó là tính cách bán thân rồi. Xin lỗi cô không có bán thân vậy được. Mà làm như vậy thì nó xấu cho một người phụ nữ Việt Nam vô cùng. Tụi cháu ở bên Mỹ này, tụi em ở bên Mỹ này, nhìn nhìn cảnh nó thấy đau lắm. Đau lòng lắm. Không tin thì hỏi anh Thiện đi. Anh Thiện, tụi em đã bàn với anh Thiện hết rồi nha. Bàn anh Thiện rồi, nhờ anh Thiện nữa, cảm ơn anh Thiện nữa, nhờ anh Thiện liên lạc với cô, rồi ngày kêu người chủ nợ ra trình bày đàng hoàng, chứ còn nói cái miệng làm sao tụi em thực hiện được anh Trọc, phải không? Tụi em có cái nhóm chứ đâu phải một mình em đâu. Mà vậy nhưng mà cô ngày hôm nay thì nghe cái clip của cô là cô nói cô không dừng bước, cô như vậy. Người đàn bà như vậy á, là không có ông nào thích hết á. Người đàn bà hiền dịu dễ thương. Dạ chị, rồi chị, nghèo mình nói nghèo. Cho em hả? Cho em ngắt lời chị một tí xíu được không? Được. Dạ, có nghĩa là bên nhóm của chị ở bên, hoặc là bên Mỹ á, là có nghĩa là xem được cái clip của cô Văn lên tuyển chồng mà trả nợ 200 triệu đó, thì cái nhóm của chị là chị thôi này á, là có họp lại là nói là thôi mình giúp cái hoàn cảnh này, nhưng mà cô đừng có lên mạng nữa, đúng không ạ? Nhưng mà mới vừa mà nhờ một cái anh em đồng nghiệp nào đó là liên hệ đến cô Út Văn này, nhưng mà không ngờ rằng là mấy ngày hôm sau là cô Út Văn lại tiếp tục lên trên chương trình YouTube nữa, đúng không? Mới đây nè, mới đây nè, từ cái tụi này mới hồi sáng này nè, làm xong là họp lại đó, lãng đứa nhiều á. Thí dụ mình nói là mình gặp chủ nợ nha, rồi mình deal với chủ nợ là cho xin cái tiền lời đi, tại vì cái giờ phút là người ta đắm đuối lắm rồi, người ta nguy nan lắm rồi, người ta không còn trả nữa, thấy không? Người ta nghĩ tới con đường chết rồi. Thì tụi em ở bên này đâu có biết cô là ai đâu, nhưng mà sẵn sàng sẽ giúp cái cho nó lia cái đầu óc của cô á, cho khỏi lo cái chuyện nợ đó, người ta khỏi xiết nhà cho cô. Thì cái anh YouTuber đó, đồng ý với anh YouTuber đó, đã gọi luôn, ngưng hết tất cả và nói cô là tụi này trả không có nghĩa là trả cho cô rồi cô muốn đi tung tăng ở đâu cô tung tăng. Tụi này muốn gầy cái hạnh phúc cho cô là cô ở lại với chú đi. Tại vì những cái giờ phút khó ăn giàu có thì có cô với chú, mà những cái giờ phút đắm đuối chú trả cô không nổi, cô trả không nổi thì chú bệnh nữa mà cô bỏ chú là cái đó là không có được, không có tốt. Mà tụi cháu sẽ trả cái nợ đó, không phải là nói bữa nay là ngày mai trả một cái đùng 200 triệu nô. Nếu mà làm vậy bà không có sợ. Nếu mà làm như vậy thì biết bao nhiêu người khác sẽ nổi lên nữa, phải không? Tụi cháu sẽ điêu và từ từ sẽ người nào đại diện cái số tiền, thí dụ một tháng 10 triệu, 20 triệu gì đó, hoặc là 5 triệu, 10 triệu gì đó, là người đó sẽ đem tới trả, có cái receipt đàng hoàng. Rồi tặng cho cô ước có 50 con vịt đó, tặng cho cô luôn. Và tặng cho cô con vịt, rồi tặng cho cô gạo ăn một năm rồi luôn. Mà mong rằng cô phải ở lại với chú, tại vì nghèo khổ cũng phải có nhau chứ. Đâu phải giàu là có nhau rồi, nghèo khổ cô bỏ cô đi tìm người khác. Và khi cô lên cô tìm, mà cô tìm tính cách là phải trả nợ cho cô 200 triệu, đó là không phải là tình yêu, mà đó là tiền bạc rồi, thì không ai thương cô nữa. Mà cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam nó không còn nữa. Ý là vậy đó anh Trọc. Nhưng cô vẫn háo thắng. Cô vẫn háo thắng, cô nói cô không dừng bước. Đó thì tụi này coi cái khóc, coi cái clip mà cô nói là cô sẽ không dừng bước, cô vẫn đi tìm người yêu á, người yêu để trả 200 triệu á. Thì tụi này buồn lắm anh Trọc, buồn lắm. Tại vì tụi em cũng đâu có biết cô là ai, cũng đâu có gì trong nước. Nhưng mà thấy cái hoàn cảnh mỗi người lên như vậy á, thấy thương lắm, theo dõi từng người. Đúng không?
theo dõi từng người mà ước gì có mỗi cặp nào được kết nối chừng 3 tháng thôi. Tại vì tụi này cho vội vàng là bị hố hết. Cho nên đợi 3 tháng thôi thì tụi này sẽ có một cái món quà. Chẳng hạn như trong nhà là thiếu cái gì á, tụi này góp làm của cái rầm cái là xong hết à. Không? Nhưng mà không có ai cặp nào được như vậy hết. Không có cặp nào được như vậy. Đó là chú ý tới những người khổ thôi. Còn những người mà người ta có của giàu có thì mình không có tính tới, anh Trọc. Nhưng mà thấy ông Năm sầu riêng nè, rồi thấy bà Vân này nọ, rồi thấy cái đâu có ai được đâu. Tự nhiên tụi này sợ. Không? Họ còn chú ý tới bà cô 200 triệu nè. Là cái hình thức là lên tìm bạn, nhưng mà nói trắng ra là bán thân rồi. Nhưng mà nếu mà anh Trọc có 200 triệu, hiện bây giờ trong Việt Nam làm khó lắm chứ. Anh có thể cưới một bà vợ như vậy không? Không. Yeah. Em cũng vậy nè, em là nữ. Yes. Em là nữ nhưng mà em là cái giới lesbian. Nha. Yeah. Em là cái giới tính thứ ba đó. Yeah. Nha. Nhưng mà em rất thương yêu người phụ nữ Việt Nam. Em rất binh người phụ nữ Việt Nam. Yeah. Em thấy đứa nào nghèo khổ hay là bị trắc trở gì là tụi em ra tay giúp liền. Chứ không có chần chờ đâu. Nhưng mà bà cô này tụi em nhìn tới là bà bán thân rồi. Nhưng mà hỏi bây giờ cô gì chú bác ở trong nước á, nếu mà ai khá giả có thể ưng bà này không? Không. Cho cô không thèm nữa, nói thẳng như vậy. Chỉ có cái điều tốt nhất là cô ở lại với chú. Và giữ cái hạnh phúc bên nhau. Lúc có ăn cũng có nhau, mà lúc nghèo khổ cũng cùng chia nhau. Chứ đừng có hạt muối chia hai mà cục đường lẫm hết là đâu có được. Yeah. Thì tụi em muốn là cô quay về với chú và cô cứ từ tốn và bỏ qua hết ai nói nặng nói nhẹ gì, tại vì cái lỗi của cô. Cho nên bây giờ cô im lặng là hay nhất. Cô giữ cách im lặng và hiền hòa, chứ người Việt Nam, con người phụ nữ Việt Nam hiền hòa là hay nhất và nhiều người giúp lắm. Đấy không? Nhưng mà cô háo thắng quá, cô trả lời. Cô không dừng bước, cô tiếp tục chờ chú đi biển vô, cô lấy giấy ly dị xong cô lên đài tiếp. Không có đài nào chứa cô nữa cả. Và không có cái ông nào mà ông vô bằng cách mà trả 200 triệu rồi bước chân vô cô nữa. Không có. Mà bây giờ cô đi tìm tình yêu sự thật, họ cũng không dám đến với cô. Thí dụ một ngày hôm nay no nè, ok, ngày mai trắc trở. Thấy không? Khu rồi nghèo khổ rồi cái cô bỏ người ta nữa. Với cái tướng của cô ai thèm. Yeah. Thà cô nhẹ nhàng với một cái người phụ nữ Việt Nam, tụi em là người xa lạ ở nước ngoài nè, tụi em sẵn sàng giúp đỡ cho cô liền. Và bàn với cái anh YouTuber đó, cả một đêm anh không ngủ rồi. Tội nghiệp anh chứ. Mà anh ở xa lắm mà anh gọi cho cô rồi. Nhưng mà cô vẫn tiếp tục, cô nói cô không chừng bước. Thì tụi này đâu phải tiền chùa đâu. Yeah. Thà giúp cho người khác chứ, phải không anh Trọc? Yeah. Phải không? Mà anh thấy không? Thấy cô dạo này đúng nè, cô hiền hòa mới đúng nè. Dạo này thấy cô háo thắng lắm. Thấy uổng không? Yeah. Thấy tức chứ. Tụi em, tiền của tụi em đưa ra nhưng mà tụi em cũng tức chứ. Cái thấy vậy thôi bỏ cuộc đi. Thấy nói thôi bà này không được rồi, bó tay rồi. Theo ý của bà là bà phải tìm một người giống như bà đùa giỡn cuộc vui trong tình yêu mà bà đùa giỡn vậy. Không có ông nào đến. Bởi vậy toàn gặp ông Thành ông cũng xạo với bà, thấy không? Yeah. Gặp ông này ông nọ, ông tức quá ông nói tạo lên tao chọc bà này chơi. Phải chọc thấy xấu hổ không? Rồi còn ba đứa con trai của bà nữa chứ, cũng mắc cỡ chứ, cũng mắc cỡ với xui gia rồi chứ. Cho nên tụi em mới nghĩ cái hoàn cảnh đó đó. Chắc cô khổ tâm lắm, cô đau khổ lắm. Cho nên tụi em mới, ba đứa tụi em mới nói thôi hùn lại cho cô mẹ nó, cho cô biết đâu cứu cuộc đời của cô. Nhưng mà cô làm cái hành động đó là tụi em bó tay luôn. Mà tại sao dạo này trong nước Việt Nam của mình người phụ nữ họ dạng dĩ như vậy? Chứ đúng ra người phụ nữ Việt Nam hiền hòa lắm anh. Dễ thương lắm. Yeah. Thương chồng lắm. Nhất là bỏ nhau cái lúc là giàu có. Thí dụ hai chồng giàu quá bỏ nhau được. Cái lúc nghèo khổ như vậy nè. Thì đúng ra ông với bà phải nắm tay nhau á. Chết là chết chung mới đúng. Còn đây bả sao một hai là bả bỏ ông. Một hai là bả bỏ ông. Mà tiền này là nghe nói là bà cũng đụng tới chứ không phải là hoàn toàn ổng. Dạ. Chỉ với thằng con nữa. Không rõ ràng. Chứ trước khi tụi em trả như vậy là tụi em cũng muốn bốn mặt một lời lận, là trong đó có mấy anh YouTuber nữa. Dạ. Là bốn mặt đó. Một lời phải xài về cái gì, thâm về cái gì. Và xin chủ nợ là cho xóa xóa cái tiền lời. Giờ cuối rồi là
trả lại cái tiền vốn là mừng lắm rồi. Dạ, nhưng mà cái ngày hôm trước á là em mới xuống dưới, là em có hỏi là 200 triệu này là ai gây nợ ra, rồi em muốn là tìm gặp cái chủ nợ đó hỏi thực sự là có thiếu nợ 200 triệu hay không. Nhưng mà cô lại tránh né về cái câu hỏi đó của em, cô nói là không muốn cho em gặp trực tiếp với người chủ nợ đó. Nhưng mà thật sự ra là em hỏi hàng xóm là người ta nói là không có, không bao giờ mà có mà người ta chưa dám cho mượn 200 triệu. Đó là cái sự thật, khi mà em đã tới đó em xác minh, em tìm hiểu hàng xóm người ta nói như vậy. Em có coi hai cái clip của anh ngồi quán cà phê ngồi gì đó. Nhưng mà thấy bà đi lòng vòng á. Bà không có phải là một người mà đang bị thất thủ, không phải là một người vì bị đang đắm đuối, đuối nước, không phải. Bà này bà muốn cái gì đó. Thành thử ngày hôm nay tụi em coi lại tụi em hết hồn. Mà cái tốn công của cái anh YouTuber đó, anh cũng nhiệt tình lắm nha. Anh cũng tội lắm. Anh gọi đàng hoàng, anh nói tất cả ngưng hết đi. Và hiền hòa ngưng hết á, là có người sẽ giúp đỡ. Rồi tụi này bàn với anh là giúp cho cô hết cái đó rồi nha. Là cô nhẹ nhàng, là không ai tới xiết nhà cô rồi nha. Và cái thứ hai là cho cô luôn 50 con vịt, bây giờ bán được dịp Tết không? Đó, anh cũng bàn tháng mấy thả vịt rồi cho cô. Rồi cô nói cô thiếu gạo ăn, giờ cho cô luôn 3 bao gạo 50kg cho cô ăn một năm luôn, cho đã luôn. Rồi cô cần thiếu gì cho luôn á. Tính cô vậy để cho cô thay đổi lại á. Nhiều khi cái đầu của cô bị điên luôn á, cái đầu của cô lo quá đó. Mà thật ra không phải vậy anh Trọc. Không phải vậy. Rồi em cho hai người hàng xóm nữa, em cho tụi em trước khi giúp tụi em cũng phải theo dõi thứ nó đúng không chứ. Đúng rồi. Không, nó phải đúng không. Rồi em có theo dõi cái clip của anh Trọc mà ở dưới đó đó, anh xuống tận nơi đó thì nói là. Nhưng mà sáng nay tụi em ngồi lại thì cô nói là cô không dừng bước cuộc chơi, không dừng bước đi tìm người yêu nữa đó. Là tự nhiên tụi em cảm thấy nó mệt cho người đàn bà Việt Nam của mình nói chung, là nó tội nghiệp cho những người không có cái hoàn cảnh, họ không có ý đồ đó mà bả làm xấu hổ cả đám luôn á. Cho nên tụi em gọi cái anh YouTuber đó, nói anh ơi chắc tụi em dừng qua cái này để giúp cho người khác. Còn cái anh YouTuber cũng tội, anh nói cái bà này thôi bó tay bà luôn rồi. Thấy không? Phải tốn cho anh một đêm trường anh không ngủ, anh nói chuyện tụi em, tại vì ở bên này là ban ngày, ở bên đó là ban đêm. Là tụi em đã đâu vào đó hết cái lúc mà anh đang ở dưới đó đó, anh ở dưới Trà Vinh á. Thì tụi em bàn đó đó, bàn suốt, bàn lâu lắm á. Bàn rồi kế hoạch như thế nào, để cho cô chú cho thoải mái cho cô chú á. Thì bây giờ tới nhà để bà xiết nữa. Bây giờ em hỏi chị một cái vấn đề này nữa. Thí dụ bây giờ, hiện tại bây giờ mà cô không có lên truyền hình TV, YouTube nữa, thì bên cái nhóm của mình có hỗ trợ cho cô không chị? Chị Tony này. Hỗ trợ là sẽ hỗ trợ. Nhưng mà cô, cái hành động của cô là hồi trưa tụi em ngồi họp lại cô là cô nói gắt quá, tụi nó xách vỏ bà đi hết. Nó dẹp đi. Bà này còn ngoan cố quá chứ không phải giống như mình nghĩ. Bác không phải đuối nước giống như mình nghĩ. Là bà này ngon có cứ rồi mà rồi tụi này có nói với anh YouTuber là mình theo dõi cô thử cái cô đi thử tới mức độ nào. Tại trong lòng cô, ý cô muốn đi tìm người đàn ông khác rồi. Đấy không? Nhưng mà tụi này muốn giúp là giúp, rồi cô ở lại tuổi già, ở lại với chú, với ông chồng bà. Chứ không phải là giúp rồi để cho bà tung tăng bà đi với ông khác. Là tụi này như vậy. Thì bà nói như vậy thì, nhưng mà tụi em rời xa, tụi em bỏ cuộc, nhưng mà cũng theo dõi thử cái, để cho cô thoải mái, cô thử cô tìm tới đâu, phải không? Chứ mà cô dừng rồi cô hiền hòa, cô nói chuyện thôi, cô lầm lỡ rồi cô bị stress quá, rồi cô lỡ lên đài, rồi cô này nọ thì khác rồi, thì được quá chứ. Nhưng mà giờ cô nói như vậy thì tụi em tức, tụi em rời xa, nhưng mà tụi em tức. Thấy không? Chứ còn ba tụi em đi, ba đứa mà 200 triệu chuyện thừa nhỏ, không có gì hết. Nó rất là lớn, nhưng mà khi cố tình giúp rồi anh, nó nhỏ chứ không có gì cả. Rồi còn tính cho ba 50 con vịt nè, rồi cho ba ba bao gạo nè. Ai là người đại diện chở tới rồi, dễ thương lắm đó. Nhưng mà cô lên cô nói mạnh miệng quá, cô nói là không dừng bước á, không dừng bước cái vụ mà đi lên tìm nữa đó.
thì tự nhiên tụi em buồn, tụi em nói sao mà người Việt Nam của mình á hiền hòa lắm mà sao bây giờ có mấy bà sao không hiền chút nào vậy, vậy đó. Yeah. Đó. Rồi có rồi cái chuyện mà anh Năm nữa, anh Năm sầu riêng cũng để ý tới anh Năm sầu riêng á, với chị Văn đó. Yeah. Thì ngày đầu tụi em cũng cũng để ý, cũng cũng vui lắm, cũng ba